Rồi em chào toàn thể quý anh em nha. Rồi bắt đầu bữa nay chiến đấu kiếm lúa lại nghe anh em. Mấy ngày rồi. Hàng về nghe anh em. Đó, hàng về. Bữa nay lên mới phụ tùng Kim Thái cúp tùm trăm với anh em nha. Về được mới đồ trăm mữ nè. Về được mới đồ toàn nữa nè. Còn cái cặp tay 99 này nhìn ác đạn dữ anh em. Cặp tay 99 bạc lớn nè. Nay về được đồ món con 99 này cũng khá là whip ha. Đó, cặp tay 99 này dâm mà. Bạc lớn nè. Nút gùi bự cho bá luôn nè anh em coi nè. Thấy không? Tè 99. Đấy mẹ nó có. Tè 99 anh em. Cái gấp. Gấp 99 nè. Ác đạn không? Chưa đi rửa nè, thùng xăng 99 nè. Đó, cái nắp xăng anh em nhìn nè. Để từ từ anh em từ từ chiều vệ sinh luôn lên sóng anh em nhìn bộ bách yên của nó nè. Ô là trời, để mẹ trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, nhìn nè anh em. Thối tiền. Cái chẳng 399 nè, nghĩ sao ông nội tôi cũng gửi đồ mà không quên gửi 48 chẳng 3 nó nóng thiệt chứ, mới tháo lần đầu luôn. Chưa rửa luôn nè. Thối tiền. Ghi đồng 99 thắng đẻ nè. Đúng 99 thắng đẻ nè, cái gác máy 99 luôn, nguyên con xe 99 này em mua đồ cũng hết rồi. Cặp hụt đĩa 99 nè. Cực hiếm nha. Cái này là cực kỳ hiếm nha anh em. Không phải lúc nào cũng có hụt đĩa 99 để mua đâu. Nè, đúng đá 99 nè, thấy chưa. Trời ơi là trời. Bảy màu vàng khè luôn cái ti nè. Thối tiền rồi. Đây nè. Trời ơi, chưa có dấu đụng chạm luôn nha anh em. Chưa có dấu đụng chạm luôn nha. Đĩa 99 nha anh em. Tại vì heo 99 cọp luôn nè anh em. Cực hiếm nha. Mua được cái cùm bên một à, cọp hết biết luôn 2000. Theo xe nha anh em. Theo xe là phải chơi cỡ này nè. Nguyên cơm lê, nguyên cái dàn đĩa 99 này mua hết luôn, bách mặt nạ càng 99 thắng đĩa nè. Mua được cặp bánh 2000 cọp dữ lắm, cặp bánh đĩa luôn nha anh em. Trùng 3 mã luôn. Theo xe. Gắt. Này vô cọp tầm 7-80 á. Theo xe nha. Chưa có rửa gì luôn nè, miếng đĩa nè, theo xe luôn nè. Má đùm anh em nhìn anh em điên nổi luôn. Má đùm nè. Trời ơi. Từ từ chịu lên sóng với anh em nha. Bây giờ video này mình quay bán. Nay mình về được đồ tồn với đồ theo xe cũng nhiều lắm. Anh em nào mà chơi bẩn Kim Thái tồn thì liên hệ mình. Nè. Bẩn Kim Thái tồn. Nha. Dàn khè nè thấy không. Đó, vậy mới chuẩn đồ tồn nha anh em. Cái đát của nó là 92 đến 95 mà chuẩn đát nó 93 nha anh em. Đây, 92 đến 95 chuẩn đát 93 nha. Này không có rẻ đâu nha anh em. một cặp bẩn như 8-9 triệu, coi bẩn này 9 triệu một cặp. Đào tồn nè, full túi luôn nè. Anh em đó giờ thấy đào tồn full túi chưa? Đó, Kim Thái đào tồn full túi luôn. Cái túi này cánh chim nhật mắt anh cho băng luôn nha. Đây một trái nữa nè. Một trái này là 2 triệu mấy chứ không rẻ đâu. Nhìn phơi cực kỳ không. Có lưỡi châu tồn luôn. Trái 2 triệu mấy á. Nay về đồ tồn đùm Kim Thái tồn nè. Đùm trước Kim Thái tồn nè. Mình đang về hãng đùm 6 này quay cho mừ tồn. Kim Thái tồn thì được 2 cái 3 cái chứ đây 1 cái nữa nè. Đâu rồi trời. Nè cái mấy này. Ôi cái này cái đùm má đùm trước Kim Thái tồn nè. Má đùm trước Kim Thái tồn nè. Đây má đùm trước Kim Thái tồn nè anh em. Vừa được mấy cái nè, cái lưỡi châu Kim Thái tồn nè, đúng cầm lê luôn. Anh em nào chơi Kim Thái cọp liên hệ mình. Chết lỉ mẹ lọt miếng tem rồi. Nè. Rồi có gì video chiều đi cập nhật với anh sau anh em sau nha. Nguyên bộ áo vàng bơ tồn chống thùng này nữa, để từ từ mình khui ra. Video này mình lên sóng với anh em một số phụ tùng quay Thái 110 linh tinh với củ đề custom 100 để anh em vô quay Thái 110 alpha tùy anh em, với bình xăng custom 100 cho anh em vô Kim Thái nha. Đặc biệt là cái bữa nay mình mua được cái lô này nè. Nguyên cái lô bình xăng custom 100 này nè, mã đầu 88 đó. Cho anh em vô Kim Thái giá rẻ nha, giá cực kỳ ngon luôn nha anh em. Tại mình ôm lô là mình ôm nguyên cái đống gì nè. Đó. Mình nói thẳng với anh em, mình mua hàng lúc nào mình cũng muốn được cái giá tốt, mình bán giá tốt cho anh em xài chứ nha. 102/15, đường Đồng Ngọc Sứ, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.
0865890158, số có Zalo, có Facebook, anh em chat thoải mái. Zalo đầy danh sách nha, anh em kết bạn không được cứ nhắn tin nha, mình không có chặn tin nhắn người lạ nha. Đó. Bây giờ mình sẽ vô bán luôn, báo giá luôn nha. Anh em mua hàng bên mình chuyển khoản đủ nha. Lò xo với ti toàn về được một đống luôn. Hình như mình nhớ được mấy có mấy cặp lò xo 99 á. Lò xo với ti phục toàn. Tay dân Kim Thái đợt này về được mấy bộ nữa. Rồi bích tông bạc Kim Thái mắt tinh cao băng luôn nha. Ở tăng đa luôn nha anh em, đợt này về đủ rồi đó, để mình ghép vô cái lồng mình bán. Rồi về được nguyên bộ bộ đèn Kim Thái full hợp luôn nè, nguyên cái đèn lái sau, bữa anh em nào hỏi đèn lái toàn liên hệ lại. Full túi hết, mình anh em đối với mình chơi hàng toàn là chơi full túi cho nó căng. Ha, tại vì mình nói bằng miệng anh em khó tin lắm. Rồi mình vào chi tiết báo giá nha anh em nha. Đầu tiên về được 4 cái chạch bogey quay Thái 110. Thì trong đó có hai cái này nè, 4 cái này là cái phé gài bên trong rồi còn hết nha. 4 cái này phé gài bên trong rồi còn hết, nhưng mà hai cái này nè, đầu thun nó có găng găng nhẹ nè, bao xài nha anh em. Bao cứng bao xài nha. Hai cái này bán cho anh em cái là 150.000. Mình mua rẻ anh bán rẻ ha, 150.000 cái ha, là hai cái này nha, có sần sần này nha. Nó đầu thun có sần sần. Nhưng mà phé gài bên trong là còn hết nha. Nichi Huawei 05FA, đó. Bán hai cái này là 300, đó. Còn á hai cái này nè. Một cái là 300.000, bao đẹp. 300.000 một cái, bao đẹp. Chụp bogey quay 110 theo xe cọp. Phé gài bên trong còn trắng luôn nha anh em. Đó, nào mua bán nói rõ ràng, đó, đúng quay Thái 110. Rồi, qua. Về được một cặp bách sắt theo xe đẹp nè, cặp bách sắt quay Thái, cặp bách sắt cái chân sau á. Quay Thái 110 hàng tháo xe đẹp nè. Mình biết cái món này anh em cần dữ lắm, tại vì anh em dọn cọp là phải cần mấy cái món này. Chữ bự chà bá luôn, nằm ngay giữa mới đúng nha, chữ sụp xuống dưới chút alpha nha anh em. Mình bán mình nói rõ ràng nha, lỗi sắt đặt nha, đúng theo xe rất là dày và nặng nha anh em. Rồi cặp này bán giá 200. Cặp bách sắt lỗi sắt theo xe các chân sau, bao xịn bao nặng. Thì được 3 cục mô pin quay 110. Cái bát nó vàng cháy luôn, chưa có rửa luôn nè anh em. Nứt hết trơn 3 cục luôn. Coi cái thùng nè anh em, coi nó bó sát gịch luôn nè, thấy không? Đó. Nè, nứt kìa nè, 99 nè, cục này 99 nè. Nứt nè. Rồi, một cục vậy là 250.000 nha anh em. Bao sống bao xài, nó đẹp hết biết luôn, vô xe dọn đẹp luôn anh em ơi. Chưa có rửa luôn mà nó đẹp vậy nè. 250.000 cục. Ba cục anh em coi nè. Trời ơi nó ổn ông nội ơi, trời. Nó thiệt tình đấy chứ. Mấy cái đầu thun mình ôm khích gịch vô luôn nè. Cục này 2.000 anh em ơi. 250.000 cục nha, bao sống bao xài bình thường nha anh em, nứt nứt chứ xài bình thường. Mặt tiền là chữ bự cực đẹp nha anh em. Cái bát vàng cháy không, ba cục luôn. Anh em lấy hết ba cục này 600 nha anh em, thợ thầy lấy hết ba cục 600.000 nha. Đó, còn mua lẻ cục 250.000 nha anh em. Đó, 2.000 nữa nè, 2 cục 2.000, cục 99. Anh em thầy thợ lấy hết 3 cục thì 600. Còn lấy lẻ 1 cục như là 250.000. Bách lồng 2.000 về được hai cái cọp nè. Theo xe mực còn luôn. Đó, cái này là 250.000 nha anh em. À, tháo xe mà tầm này giờ anh em kiếm đâu có. Mình nói thẳng luôn. Đó. Rồi cái này 250.000 anh em ơi, bách lồng quay 110 tháo xe 2.000, anh em đợi mình xíu nha, khách gọi quá. Rồi tiếp tục nha anh em ơi, nãy khách gọi quá em hỗ trợ khách. Bách lồng chính nãy bách lồng 2.000 báo giá rồi nha. Đây, cái này là 250.000 nha, chưa có rửa gì luôn. Đó, chưa có rửa gì luôn, 250.000. Bao đẹp luôn, nè. Chưa rửa luôn nè, mà nó vàng cháy luôn nè. Chưa có rửa luôn, dơ luôn nè, thấy không? Đó, cho mấy anh em vô xe mọc, đi xe không bẩn đồ. Rồi, cái này 300 đi, cái này 200 thôi. Đó, cái này 200 thôi, cái này 300. Này rửa bao đẹp nè. Bách lồng 99, hàng hiếm nè. Này ghim theo xe hết nha anh em, chứ không phải bộ đồ làm lại nha. Nè, bách lồng 99 này có gâu. À, cái gâu này chịu cái ống xăng dư xuống nè. Đó, 2.000 thì nó dắt vô trong cái ở dưới cái lốc số á. Còn đây thì nó chịu vô cái bách
vô bách lòng luôn. Bách lòng quay 119.9, cái này 400 về anh em gam lại nha. Còn muốn rửa gắn luôn tùy anh em, đúng 99 nha. 1. Cái này gam zin còn đẹp luôn nè, 700.000. Đó, đúng 99 hết, bao gan cỏ nha. Cái này hiếm nha anh em, không phải lúc nào cũng có đâu nha. Bách lòng 99 này hiếm à. Nè, còn vàng nè, thấy không? Về rửa ra 700. Một củ 1 triệu. Đúng 99 nè, gam zin bao vàng bao đẹp. Đó, chưa rửa luôn. Bán đồ mộc vậy đó, anh em nhìn ra đồ thì mua, còn nhìn không ra thì anh em giao lưu vui vẻ bình thường, không có gì đâu. Đó, thấy không? 1 triệu. Bữa hổm cái này nè. Thằng bạn nó trả 1 triệu mấy không bán. Bữa nay lôi ra bán 1 triệu. Tiếp theo. Gắt chân ngắn quay thái 110, bữa nay về được 3 cặp đẹp nha. Ra nè, anh em coi nè. Keo còn nha anh em, gắt chân ngắn nè, keo đẹp nè, cây này cây bên bô nè. Nè, keo còn đẹp luôn nè nha, zoom sát cho coi. Thấy không? Lỗ nè, tròn vo nè nha anh em. Không có quát, không có quịch gì nha, một bên, hai bên nè. Lỗ tròn vo nè nha, thấy không? Cây này cây bên cặt te nè, keo còn đẹp luôn. Về được mấy cặp này, mua mấy cặp này keo đẹp đẹp không à. Tại vì đẹp mới mua chứ xấu ai mua. Cặp này là coi trùng mã luôn nè, KEVA-3, KEVA-3 bên L, bên R nè, cựa còn không gãy nè. Một cặp như vậy nè. Nó có một cặp bách sắt nữa, nãy soạn quên soạn nữa. Đây. Nè. Đó. Mở bách sắt người ta bán lẻ không cặp gì 200 rồi. Đó. 300.000 cặp nha. Có bách sắt luôn, không có ốc ác không con gì hết. Một cặp nhị luôn, cặp bách sắt đẹp là 300. Đây có 3 cặp. Đây có 3 cặp nha. Mấy cặp này là hàng đẹp không em mới mua nha anh em. Đó, tròn quay. Có quịch không có gì nha. Đó. Có quịch không có gì hết. Đẹp không à. Mấy cặp này là da bao anh em luôn, rửa lên là bao bóng mịn sáng láng. Trừ 3 trùng mã tiếp, cựa còn không gãy. 300 là luôn cặp bách sắt luôn 300 nha. Không lấy bách sắt trừ lại 100.000. Cặp này thì nó có cặp thun, mà cặp thun với cặp lỗi sắt này là không phải zin nha anh em. Bán là cái nào nói cái đó. Cái này có cặp thun nhưng mà cặp thun với cặp lỗi sắt thì không phải zin. Bán đồ nào nói rõ ràng đồ đó. Mấy cặp này đẹp không nha. 300.000 cặp. Đó, chưa có rửa gì hết, keo đẹp không. Trừ 3 trùng mã tiếp, 3 cặp này trùng mã hết, cửa còn không? Rồi cặp này gãy cửa mẹ gì trời. Ổ cửa dưới này mà, xàm dữ vậy. Nè, cửa còn hết nha. Rồi ok nha. Tiếp. Củ đề cúp tôm 100. Củ đề cúp tôm 100 này em quay video em nói rất là nhiều lần rồi nha anh em. Đây. Lấy tao cái ghế rồi mỏi chân quá. Củ đề cúp tôm 100 bữa nay về được 1, 2, 3, 4, 5, 6 củ. Bữa hổm đăng nhiêu là hết nhiêu. Anh em giành giật nhau mua. Tại vì củ này nó rẻ quá, mà nó im quá mà không mua sao được. Than zin không mà. Nè, báo với anh em luôn nè. Củ đề cúp tôm 100 nè. Đó, là củ đề này á, là nó giống 100% với củ đề quay thái 110. Kể cả cái hình thức bên trong luôn, nó giống 100% không khác gì hết. Chỉ có một cái là nó không có tem củ đề. Còn quay 110 là có tem củ đề. Mấy củ này là đời 95, 96 không nha. Đây như củ này là đát 95 nè. Mà bao anh em luôn. Mấy củ này về gắn lên là xài liền. Đó. Anh em kỹ mở ra vô mở lên cái. Nhưng mà củ này hình thức là có vô mở sẵn hết trơn à. Quay nhẹ hiều luôn. Thấy không? Củ đề quay 110 quay được nhẹ gì mới sợ à. Quay bằng một tay anh em quay nổi dữ lắm. Đau bà cố luôn á. Đó. Mấy củ này thì em mua gì không có dây. Em bán cho anh em dưới giá là 750 ngàn một củ. 750 ngàn một củ. Anh em mua là bao anh em nha, mấy củ này là bao than zin hết, còn nhiều hết. Riêng cái củ này em bán cho anh em dưới giá chỉ có 600.000 thôi, mà nó có dây củ đề luôn nè. Dây này thì nó không có gắn được cho 110 nha anh em. Nó gắn được nhưng mà dây nó ngắn lắm, gắn được mà dây nó ngắn ngủn à. Dây này gắn cho alpha là ngay bóc. Cho anh em coi nhẹ cái hình thức bên trong nè. Bây giờ anh em coi củ đề em chỉ anh em coi, anh em đừng coi nhiều cho anh em coi. Đây là anh em biết củ đề nó đẹp không? Đẹp cũng đẹp rồi. Đây nè, cái củ đề đẹp là ở đây nó không hề có dấu khuyết nè. Có nghĩa là nó để ít, nó không có ăn mòn vô, nó không ăn mòn vô đây nè. Nó không ăn mòn vô cái lỗ dưới này nè, hiểu không?
mà anh em có vô mở cái lỗ này vô ít ít thôi, vô nhiều quá ở đây nó có cái dòng bạc thau là nó sẽ bị bắn lên nha nè. Ừ, nó sạch bon vậy nè, mà cái cũ này hình thức bên ngoài nó không có đẹp nè anh em, bị oxy quá nè. Thì cũ này mình bán cho anh em chỉ có 600.000 thôi, bao xài bao mạnh, đầu lam than gin không nè, than gin chưa chạm không nè. Ừ, than gin không, sạch bon luôn đó, cũ này có dây luôn nè, than gin chưa chạm luôn nè, thấy chưa. Giờ cũ này bán cho anh em giá 600, tại cái hình thức bên ngoài nó không mướt, cũ này đắt 94 luôn, đời thấp luôn đó, bán 600.000. Anh em ở nhà có đít cũ đề 110, anh em thảy vô một cái rồi xong luôn, y chang như 110 luôn, ai mà biết được, nó thẳng luôn, vì bản chất nó cái lỗi nó xài chung luôn mà. Nhưng mà mình bao anh em là đề bao mạnh nha, cũ này đề rất là mạnh nha anh em, than gin cũ này 600 có dây cũ đề đó, mình mở gần cũ cho anh em coi luôn đó. Còn mấy cũ này là bao anh em là đồ đẹp hết, 750.000 cũ đó. Đề quay thái, xin lỗi anh em, đề custom 100 hàng gã xe, cũ này đắt 95 nè đó, ốc ác đồ còn màu gam hết nha. Nãy mình có quay cũ này cho anh em coi rồi, cũ số 2 đó, cũ này đắt 96 nè. Ừ, anh em tưởng mấy cái đồ này đồ mới hả, nó thẳng với anh em, nó cổ không quay 110 nữa, nó cổ không quay thái nữa, cũ này cũng 750.000 luôn nè, nhẹ hiều không có một tiếng động luôn, bao mạnh bao im đó, 750.000. Cũ này đắt mấy, cũ này 94 nữa nè, cũ này cũng 750.000 nha đó, ốc ác rồi còn vàng còn đẹp hết nha. Mấy cũ này hàng gã xe kho, hàng đấu giá xe kho bên Nhật không à. Cũ này chưa vô mở nè, nghe tiếng là biết rồi, thấy không, mà người ta quay anh em coi nó nhẹ nhàng nè, tại vì nó được, nó hơn thua nhau là ở trên cái nhông dù nè, thằng nhông dù này nó không có gào nhông. Ừ, đó, đẹp lắm nha anh em, 750.000 bao phê. Ừ, cũ này đắt 95 nè, 750.000 đó. Cái này anh em gắn quay alpha lóc trắng lóc đen là bao phê luôn đó. Quay alpha lóc trắng lóc đen, quay thái 110 phu chờ 1 đó, vô ghim thái vẫn được, vô a sub ba đồ ok hết, quay gs quay a gì quay s thái 100 đó nè, con ốc nè, trời ơi 7 màu, 750.000 cũ. Cũ này đắt 94 đó, 750.000 một cũ nha anh em, bao mạnh, anh em xài thì liên hệ đó. Bình xăng custom 100 về cái lô này, nói chung mình mua được giá rẻ mình bán giá rẻ nha anh em. Đó, mình mua được giá rẻ mình bán giá rẻ. Đầu tiên bình số 1, tất cả những bình này mình có ghi giá trên bình và mã số hết nha, custom 100. Mấy bình này mình nói cho anh em luôn nè, mấy bình này đều có vệ sinh sạch sẽ từ trong ra ngoài, đã gắn lên test thử, bao garanti, bao không chỉ xăng dư. Nói thẳng thắn ra là anh em mua về chỉ việc lắp lên là xài, không làm gì thêm. Mình nói lại, đợt lô bình custom 100 này mình về tổng cộng là được 7 bình. 7 bình này là đều đã được vệ sinh sạch sẽ từ trong ra ngoài, xúc rửa và đã được lên xe canh chỉnh sẵn hết rồi. Anh em chỉ việc mua về gắn lên xe là xài, không làm gì thêm, bao garanti, bao không chảy xăng dư, thì thầm mùa xuân nha. Đó, bình số 1 custom 100 mình có ghi mã cho nha và giá tiền nè, bình số 1 giá 900.000 đó, mình mua tùy theo lô, ví dụ mua lô này rẻ mình bán lẻ, gà là rẻ, đồ đẹp hay đồ xấu gì đó thì anh em nhận định nè. Mã 88 đầu nè, bình này thì anh em vô những cái dòng xe nào chuẩn chỉnh, quay thái 100, ghim thái, ghim lùng thái đó. Độ của em bây giờ có cước gì không? Để em coi. Rồi ok, được rồi. Mùa nó mù. Rồi em cảm ơn nha. Bình số 1 nè, 900.000 nha anh em. Đó, là bao anh em gắn lên xe là xài liền, bao garanti không chỉ xăng dư đó. Cúp 100 nha anh em, vô ghim thái, ghim lùng thái, quay 100 thái đó. Mã 88 đầu nha,
88R nha anh em, 88RBNY13 em có ghi mã số đi nha. Số 1 900.000. Bao anh em là quả ga kim đốt, lò xo đồ là Vintech nha, không có chuyện mà ấy nha. Bình này nó có phớt đây nha, nhưng mà anh em nó mình nói anh em bao xài bao ganti ít ăn xăng đàng hoàng. Nó phớt này là do cái đường đi của trái ga nó lên xuống, do người ta xài dây ga người ta không có chịu kiểm soát á. Chứ đâu có cái chuyện gì. Bao anh em cái ăn xăng, mới ăn xăng là kim đốt ở đây nè. Nó có bị mòn cổ hay không thôi. Đó. Quả ga kim đốt là zin đét hết. 900. Bình số 2. 1.2, cúp 100. Nước da xanh lè xanh lét. 88NLCNLH16. Mỗi bình em đều có ghi, em có đều ghi giá mã số bình, số 1, số 2 và có ghi có đọc mã trên đây cho anh em hết. Anh em mua bình nào đọc đúng mã, bình số 1, bình số 2, bình số 3, bình số 4 gì đó, giao đúng đồ. Vậy cho nó dễ khỏi lẫn lộn mất công. Bao ganti, bao không chỉ xăng dư hết, bình này 1.2, bao mọc đẹp. 1.200.000, cúp tùm chập. Này anh em vô ghim thái nha, chứ anh em mua bình ghim thái cọp thì không có rẻ đâu nha anh em. Cái gan này đẹp luôn nè. Phớt nhẹ thôi, thấy không? 1.200.000. Đó. Kim đốt đồ là bao đẹp cho anh em nha. Bao không ăn xăng nha, và mua về là xài liền, bao không chảy xăng. Bình số 3. 1.200.000. Đó, vệ sinh xúc rửa từ trong ra ngoài, và đặc biệt mấy bình này bao anh em không có đóng cối bông tu nha. Những bình này, tất cả 7 bình này là không đóng cối bông tu nha anh em, lưu ý nha, không đóng cối bông tu. Đó. 1.200.000. Số 3. Mã 88RB0C24, 88RB0C24. Đó, bao lên xe, bao không chỉ xăng, bao ganti. Không đóng cối bông tu. Đó, nói rõ ràng rồi đó. Bình này em vậy xin em kiểm tra kỹ hết trơn rồi, không có đóng cối bình nào hết trơn á, đóng rồi nó đóng. Nó ra là đẹp nha. Đẹp như bình số 2 vậy đó. Đó, zin đét. Kim đốt đẹp hết. Những bình này đã được gắn lên xe thử hết rồi nha anh em. Bình số 4, 1.300.000. Vệ sinh sạch sẽ hết rồi, anh em mua về lụm thôi. 88NLAIB14, 88NLAIB14, nhớ nha. Mua bình nào nói báo ừ hậu anh lấy bình số 1, hậu ơi tao lấy bình số 2, hậu ơi tao lấy bình số 3, hậu ơi mày giao cho tao bình số 4, số 5 gì đó, nói chính xác gì đó. Giao đúng đồ, đúng mã. Rồi anh em có thể tự chụp màn hình cái này lại để mà kiểm chứng sau này khi nhận hàng nó đúng mã này không, đúng thì nhận. Tại anh em nói đúng cái mã này là không có lộn được, mình ghi vậy là khỏi chạy nha. Số 4 nha, 1.300.000 nha. Đó. Đẹp nha. Đó không? Bao đẹp nha anh em. Cái loại bình này là nó không có xài cái khóa giống như 110 anh em, mà nó xài cái kiểu này nè. Đó. Quen pha mình cũng vậy. Bình số 5 giá 1.500.000. Đó, lô bình này là em mua được giá tốt. 88NLC MY03. Đó. Nước da mấy bình này toàn đẹp đẹp không à. Xanh lè. Anh em vô ghim thái, ghim lùng thái, quay 100 thái chuẩn chỉ luôn. Đồ nội địa Nhật mà. Bình này 1.500.000 nha anh em. Mua về là gắn lên xài liền. Bao ganti, bao không chảy xăng dư, không đóng cối nha. Bình này trái ga mướt lắm, mướt nè, thấy không? Đó, trái ga chỉ phớt nhẹ chút xíu xíu cho này thôi. 1.500.000 nè. Mấy bình này em bao anh em không ăn xăng hết nha. 60 cây thì em không dám nói, nhưng mà em bao anh em 55 cây lít hết. Bình số 6 giá 1.500.000. 88NLC0C10. Số 6 giá 1.500.000. Bao phê hết nha. Thử hết rồi nha anh em. Thấy không? Chưa trắng luôn nè, thấy không?
mướt lắm mướt. Bình số 7 là bình cuối cùng, giá cao nhất 2 triệu. Cọp nhất trong cái lô này, một bình một duy nhất. 88LCMI02. Anh em mua hàng báo đúng cái mã. Anh ơi, à, Hậu ơi, anh lấy cái bình số 7. Rồi, ok, chốt đơn. Đó, giá 2 triệu, chuyển khoản, giao đồ. Hậu ơi, anh lấy bình số 5. Bình này là trái ga không lém nha. Một bình cọp một duy nhất nha anh em. Trái ga không lém. Đó. Không một miếng lém. Ha, rồi bình này giá 2 triệu. Rồi, video của em tới đây xin kết thúc nha. Từ đây tới chiều em sẽ cập nhật cho anh em nha. Bữa nay đồ 99 cọp về nhiều nha. Rồi cái gấp cặt te 99 quá dữ rồi. Giá cao nha. Đồ đẹp thì giá cao. Cô quen 99 nè, thấy không? 1999 nè. Đồng hồ 99 nè. Bộ cổ này, bộ cổ new rồi. Đồng hồ 99 nè nha anh em. Đáp 99 nè, thấy không? Kính zin theo xe chưa găng luôn, kim còn đỏ còn khá đẹp nha. Đuôi lái 99 nè. Whip slip luôn, chưa có cửa mà chưa miếng găng luôn. Chưa miếng chày luôn. Đó, đuôi lái 99 option lè nè, thấy không? Chưa rửa mà chưa miếng chày luôn. Cái này rửa ra còn vàng nha, thấy không? Màu gam vàng nè. Đặc biệt ăn tiền ở chỗ này à, mấy cái chui này chưa găng luôn nè, thấy chưa? Đó, đuôi lái này đi rửa ra bán. Rồi, đồ tồn, đồ tiết, vậy anh em cần cái gì cứ hú. Bẩn ghim thái báo giá cho nghe luôn nè, 9 triệu một cái. Một cái bẩn ghim thái tồn, đát từ 92 đến 95, chuẩn đát 93 nha. Đào ghim thái 2 triệu rưỡi một trái. Đào tồn, hàng này cực hiếm, hàng này hứa uy tín với anh em thị trường có nhiều đâu. Cái này quên giá rồi báo sao. Nè, tồn nè. Thấy chưa? Nữ châu ghim thái. Bình trước ghim thái tồn. Chiều lên sóng với anh em luôn, bộ đèn nguyên bộ đèn ghim thái tồn đầy đủ nha. Rồi cái này cái gì không biết. Má đùm ghim lùng, tồn kho chưa xài. Bạc nó dạng bạc xám, anh em về lấy thôi cũng được. Giống thịt má đùm quay thái 110 nha anh em. Nó chỉ có khái là bạc nó bạc xám thôi nè. Tồn nha anh em. 203. Má đùm ghim thái tồn ghim thái. Ủa sao kỳ vậy, cái này túi nó 2000 mà ta. Túi nó 2000 mà sao trong này nó tồn tới 203 chứ trời. Má đùm ghim thái tồn. Cái ghim lùng giống như quay 110 á mà bạc nó bạc xám. Đợt này về mấy bộ tay dân ghim thái có luôn ác bít tông nha anh em, nhưng mà giá nó cao hơn nha. Đó. Tay ác ghế đầy đủ, đủ full tồn. Nhưng mà có luôn ác bít tông này giá 1 triệu tư một bộ. Thì để từ từ đi, từ đây tới chiều mình cập nhật với anh em sau vậy đi anh em ơi. Chào anh em nha. Đói bụng ăn cơm cái.